Những điểm yếu chí mạng của Hyundai Stargazer. Đầu tiên là ở đây, ở khu vực này, và ở đây, và ở đây nữa. Và điểm mạnh để Stargazer nhấn chìm các đối thủ là ở đây, ở đây, và ở đây nữa. Chiếc MPV cỡ nhỏ của nhà Hyundai xứng đáng được xếp vào danh sách những mẫu xe có giá trị trên giá tiền tốt nhất thị trường hiện nay, và bị người tiêu dùng từ chối vì phần ngoại hình quá đặc biệt, quá lạ mắt, cũng như là thói quen tiêu dùng theo đám đông ở Việt Nam. Mặc dù chia sẻ chung nền tảng với chiếc Kia Carens có trục cơ sở dài bằng chân chặn, sử dụng chung động cơ, nhưng chiếc Hyundai Stargazer lại tiếp cận theo một phong cách khác. Nó lựa chọn kích thước tổng thể tương đối nhỏ và giá bán không thuộc diện cao để tiếp cận phân khúc MPV cỡ nhỏ. Và đợt giảm giá dọn kho những mẫu Vin 2022 vừa rồi đưa bản full của mẫu xe này xuống mức giá dưới 600 triệu, một con số cực kỳ choáng váng so với giá trị tổng thể, so với đồ chơi mà Hyundai trang bị cho mẫu xe này. Và phần kích thước hết sức đặc biệt của chiếc Stargazer thì cũng khiến cho nó có một cái ngoại hình mà với rất nhiều người Việt Nam nói chung là hơi kỳ lạ. Sự kỳ lạ ở đây nằm ở việc trục cơ sở của nó kéo dài tới 2780mm, lớn nhất phân khúc, nhưng chiều dài tổng thể của nó lại thuộc diện những chiếc ngắn nhất phân khúc. Sự kỳ quặc trong hình dáng tổng thể của chiếc Stargazer rất dễ được giải thích. Các bạn sẽ nhìn thấy nó có một vóc dáng tương đối tròn mập và đường cong của mui xe kéo rất dài. Nó khiến cho chúng ta có cảm giác như là phần đầu của chiếc xe này cực kỳ ngắn vậy. Nó không có tạo hình giống những chiếc crossover như phong cách mà rất nhiều mẫu MPV cỡ nhỏ hiện nay theo đuổi, như là Carens, Veloz hay là Xpander. Chúng ta cũng sẽ nhìn thấy phần đường mui này được nối thẳng vào nắp capo, chứ chúng ta không có một nắp capo nằm chìm thấp. Và như thế chúng ta sẽ không có một cái cảm giác là phần đầu nó được tách biệt ra. Chiếc xe này có gì đó cảm giác là rất ngắn và nó hơi cục mịch so với phong cách thanh thoát của những mẫu MPV cỡ nhỏ khác. Bên cạnh đó chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều đường nét thiết kế được mang từ người đàn anh Staria qua với Stargazer. Ví dụ như phần đèn chiếu sáng ban ngày được nối thẳng giữa hai phần đầu xe như thế này. Tại sao ở trên Staria thì nhìn nó rất ok, tương lai và đẹp mắt, còn trên Stargazer thì nhìn nó lại hơi kỳ quặc? Câu trả lời vẫn nằm ở phần tỷ lệ. Chúng ta có một chiếc Staria mà về cơ bản là nó to hơn chiếc Kia Carnival Việt Nam rất nhiều. Và nó có tỷ lệ của bề ngang hay là chiều cao tổng thể là khá lớn so với chiều dài của xe. Còn ở đây với chiếc Hyundai Stargazer chúng ta sẽ có điều ngược lại, tức là xe nhìn sẽ hơi hẹp ngang. Tuy vậy nó lại được mang một cái đường nét thiết kế vắt ngang, làm cho mẫu xe này có cảm giác gì đó tiếp tục phải sử dụng hai chữ là kỳ quặc. Ở phía đuôi xe chúng ta cũng có những cái thay đổi mang tính chất quá là đột ngột với phong cách của những mẫu xe phổ thông hiện nay. Và đó sẽ là điều mà người tiêu dùng ở phân khúc MPV cỡ nhỏ hơi khó chấp nhận. Và mặc dù là một chiếc xe có trang bị, tôi đánh giá rằng nó vượt tầm tiền rất nhiều, thì ở trên Stargazer chúng ta vẫn có hai chi tiết bị tụt lùi so với phân khúc đáng được nhắc tới. Đó là phanh tăng chống ở phía sau và phanh tay cơ ở bên trong xe. Còn lại thì mẫu xe này đang sở hữu cho mình một bộ danh sách những trang thiết bị cực kỳ là hào phóng, bao gồm bộ đèn LED tự động ở phía trước có tính năng tự động pha cốt, đồng hồ tốc độ điện tử, màn hình giải trí cỡ lớn, 8 loa bầu, nghe rất ok. Và đặc biệt là nó còn có cả speed limit bên cạnh cruise control. Ngoài ra thì nhắc tới Stargazer chúng ta cũng phải nhắc tới một điểm mạnh rất lớn của nó, đó là bộ tính năng an toàn cao cấp ADAS gần như đầy đủ, bao gồm cả tính năng giữ làn, trong khi đó thì rẻ hơn Veloz tới gần 100 triệu. Nó chỉ thua mẫu xe Nhật ở việc thiếu một túi khí vào bộ cam 360, nhưng lại nhiều hơn ở cảnh báo xuất lốp. Ngoài ra thì với một trải nghiệm rất nhanh của chúng tôi ở khu vực thành phố Bình Dương thì một vài tính năng hỗ trợ quan trọng của mẫu xe này như là cảnh báo luồng phương tiện đi tới khi mở cửa, hay là phanh phòng tránh va chạm điểm mù đều hoạt động rất tốt và mang tới mức độ an toàn tốt hơn cho mẫu xe MPV cỡ nhỏ. Khu vực nội thất của chiếc Hyundai Stargazer sẽ là nơi mà tôi có ý kiến khá đối lập với phần lớn người Việt Nam nói chung. Tôi nhận thấy rằng khoang nội thất này mang tới một không gian theo kiểu đẹp mắt và hiện đại ở rất nhiều các chi tiết như là thiết kế vô lăng, khu vực cần số hay là khu vực điều hòa ở đây. Tuy vậy thì tôi chia sẻ chung với các bạn ý tưởng đó là phần ốp màn hình ở đây nó quá dày và mang tới một cảm xúc hơi kỳ lạ. Các chi tiết khác liên quan tới hiệu năng nói chung của các bộ phận ở trong xe hay là vật liệu ở trong xe thì tôi cho rằng mẫu xe của nhà Hyundai không có nhiều phân biệt với các đối thủ MPV cỡ nhỏ khác. Ở đây chúng ta có một phần màn hình hiển thị không được đẹp lắm, nhưng điểm cộng của nó đó là tương đối sắc nét và ít lag,
Phần điều hòa ở đây thì sẽ là điểm trừ vì chiếc Stargazer hoạt động theo truyền thống của Hyundai nói chung, nó khá yếu so với mặt bằng xe Nhật. Và cuối cùng là bộ 8 loa bầu của chiếc Stargazer xứng đáng xếp trên các đối thủ khác ở trong phân khúc MPV cỡ nhỏ một bậc. Nhưng bỏ qua tất cả những chi tiết liên quan đến option thì điểm mạnh tuyệt đối của chiếc Stargazer so với các đối thủ là không gian. Các bạn bước vào chiếc xe này và sẽ bị choáng ngợp ngay lập tức là tại sao lại có một cái độ rộng lòng lớn tới như vậy ở trong một chiếc xe mà nhìn bên ngoài thì nó không phải là quá rộng. Ngoài ra thì cái thiết kế mà nhiều người cho rằng giống viên thuốc ấy, nó mang tới một cái phần kính chắn gió phía trước cực kỳ thoải. Nó cách rất xa chúng ta và tạo ra một cảm xúc không gian cực kỳ tốt. Các bạn cũng sẽ nhận thấy là ở vị trí ngồi của tôi, mặc dù đã chỉnh tương đối cao thì chúng ta cũng có rất nhiều không gian ở phía trên đầu nhờ cái thiết kế tròn tròn của chiếc Stargazer. Và tôi cũng sẽ dành cho Hyundai một lời khen ngợi hết sức lớn ở đây khi mà họ tận dụng tốt không gian ở trong xe với rất nhiều vị trí để đồ khác nhau ở phía bên này, ở đằng sau cái khu vực màn hình này và ở đây nữa. Tuy vậy, mẫu xe này không phải là không có điểm trừ. Các bạn sẽ nhìn thấy ngay thôi, với một cái thiết kế khá là truyền thống của một vài mẫu xe Hàn Quốc thì bạn không thể đẩy vô lăng ra quá xa người lái. Và vị trí ngồi theo kiểu là rất thoáng đãng này ấy, nó sẽ chỉ phù hợp với những người mà có chiều cao tương đối tốt thôi. Còn nếu các bạn là một người có chiều cao khoảng 1m6 mấy thì tôi tin rằng các bạn sẽ phải ngồi như này, tức là tương đối gần vô lăng. Ngoài ra, chúng ta sẽ nhìn thấy một nhược điểm chết người của chiếc Stargazer, đó là cột A cực kỳ lớn. Mặc dù họ đã khoét ra cho chúng ta một ô cửa để quan sát, nhưng phần cột A ở đây và khu vực gương này cũng tạo ra không ít tình huống khó xử mỗi khi mà chúng ta đi vào khu vực phố đông. Và một chi tiết nho nhỏ cuối cùng thì chiếc Hyundai Stargazer có một phong cách thiết kế đồng hồ nhìn hơi lạ, nhưng nó lại mang tới một cái hiệu ứng thị giác rất tốt, giống như phong cách thiết kế của chiếc Honda Civic vậy. Các bạn sẽ nhìn thấy từ phần vô lăng cho tới đồng hồ ở phía sau là một khoảng cách rất lớn, và người lái sẽ có một cảm xúc theo kiểu rất rộng rãi về phía đằng trước. Còn bây giờ đây là thời gian mà chúng ta sẽ khám phá hai hàng ghế phía sau, cũng là khu vực mà chiếc Stargazer tạo ra một khoảng cách lớn với các đối thủ MPV cỡ nhỏ khác. Còn đây là hàng ghế thứ hai của chiếc Stargazer, và một đặc quyền của phiên bản 6 ghế đó là các bạn có một vị trí ngồi cực kỳ thư giãn. Nhưng đó không phải là tất cả. Thứ mà tôi muốn đề cập ở đây, các bạn sẽ có một ô cửa cực kỳ rộng rãi và khoảng sáng trần cực lớn. Vẫn tiếp tục là một điểm mạnh cần nhắc tới khi chiếc Stargazer có một phong cách thiết kế tròn tròn giống như một viên thuốc, theo trích lại lời của một anh bạn nào đó trong group Gear Up. Ở đây chúng ta nói về xe. Còn đây là vị trí ngồi theo kiểu thông thường, chúng ta sẽ không quá ngửa về phía sau và tiến lên một chút cho hàng ghế thứ ba có thể ngồi thoải mái, thì hàng ghế thứ hai vẫn quá rộng rãi. Tôi phải nhắc đi nhắc lại quan điểm này, đó là chiếc Stargazer bây giờ không phải là mẫu xe có kích thước tổng thể thuộc diện quá to con trong phân khúc, nhưng không gian của nó thì thực sự là choáng ngợp. Và đây là không gian của hàng ghế thứ ba trên chiếc Hyundai Stargazer, và các bạn sẽ thấy là tôi dùng từ choáng ngợp không hề quá đáng một chút nào. Mặc dù hàng ghế phía trước ngồi cực kỳ rộng và ngửa, chúng ta vẫn có khoảng để chân đủ tốt. Các bạn có thể thò được giày của mình xuống gầm ghế. Khoảng trống từ trần xuống sàn là cực kỳ lớn, và như thế chúng ta ngồi ở đây sẽ có một phần mặt ghế đủ để đỡ đùi chứ không bị ngồi xổm như một số mẫu xe khác, và đặc biệt là khoảng ngửa của lưng ghế là cực kỳ tốt. Không gian này tôi còn đánh giá là ngồi thoải mái hơn khá nhiều với những chiếc thuộc diện midsize như là Fortuner hay là Innova. Ở trên Hyundai Stargazer chúng ta sẽ có cỗ máy 1.5 Smart Stream mà thời gian gần đây tập đoàn Hyundai Kia sử dụng ở trên rất nhiều các sản phẩm của họ, bao gồm chiếc Kia Sonet và Kia Carrera ở Việt Nam. Và về cơ bản là các bạn hoàn toàn có thể xem lại những cái video mà chúng tôi đánh giá chiếc Sonet hoặc chiếc Carrera để biết được cái phong cách vận hành trên cỗ máy của chiếc Stargazer nó như thế nào. Tuy vậy, nếu bạn không có thời gian thì sau đây là một số nhận xét nhanh về khối động cơ này. Đầu tiên thì cái phong cách tiếp cận của nó khá khác với một số đối thủ MPV cỡ nhỏ khác. Chúng ta có cỗ máy về thông số trên giấy tờ là mạnh hơn những Xpander, XL7 hay là Veloz, nhưng nó không có hiệu năng quá khác biệt về mặt tổng thể. Sự khác biệt lớn nằm ở việc lựa chọn phong cách của động cơ. Nếu như một số đối thủ lựa chọn phong cách là sổ hết sức máy ra từ ngay giải tua đầu, thì Stargazer hay là Carrera đều có phong cách dàn trải sức kéo, tức là các bạn sẽ có những cái nước chạy ban đầu nó không quá thoáng, nhưng bù lại thì các pha tăng tốc ở giải tốc tầm trung ấy, nó sẽ có lực hơn so với các đối thủ. Với điểm mạnh của khối động cơ này thì tôi đánh giá rất cao mức độ êm tổng thể khi các bạn sử dụng tua cao, mức độ rung gầm vào trong mặt sàn ở đây là không lớn. Tuy vậy thì tiếng máy sẽ bắt đầu nghe được thấy rõ ở khoảng giải vòng tua trên 3.000 vòng một phút. Và khá may mắn là tiếng máy ở đây nó chỉ như tiếng máy sấy các bạn bật rất mạnh ở phía ngoài xe, chứ nó không phải là cái kiểu rung ồn mà nó cộng ngửa vào trong khung xe tạo ra tiếng ù giống như phong cách của chiếc Hyundai Accent chẳng hạn.
Trước tiên nói về mặt tổng thể của phân khúc MPV cỡ nhỏ, các bạn sẽ không thể nào tìm thấy một chiếc xe chạy theo kiểu quá thoải mái đâu, mà nó sẽ là sự đánh đổi về các phong cách máy khác nhau, và nhìn chung là chúng ta chạy những mẫu xe này đều phải lựa chân. Ngoài ra thì hộp số CVT cũng có loại tương đối ổn, có loại AA khác nhau, và không thể nào chỉ nhìn vào chiếc CVT để nói rằng chúng chạy giống hệt nhau được. Ngoài ra xét tới một số yếu tố thuộc diện kinh tế ở đây thì tôi cho rằng cỗ máy 1.5 này cũng sẽ không tạo ra sự khác biệt quá nhiều khi so sánh với các đối thủ khác ở phân khúc MPV cỡ nhỏ. Về cơ bản thì như trải nghiệm của chúng tôi với cỗ máy 1.5 Smart Stream này ở trên chiếc Kia Carnet, mức tiêu hao nhiên liệu của nó là đủ tốt. Chúng ta quay trở lại với một số yếu tố phục vụ gia đình thì khi mua một chiếc xe như này, các bạn chắc chắn cũng sẽ kỳ vọng rằng nó bớt ồn một chút, rộng rãi một chút. Rộng rãi thì có rồi, còn bớt ồn thì tôi khẳng định rằng chiếc Hyundai Stargazer ở đây có khả năng cách âm thuộc diện khá trong phân khúc. Và khá ở đây là khá ở trong mặt bằng của những chiếc MPV cỡ nhỏ, chứ các bạn đừng bao giờ kỳ vọng rằng với 5-600 triệu này mà chúng ta kiếm được một chiếc xe cách âm khá so với thế giới xe hơi nói chung. Tiếp đó thì chúng ta đến với một khu vực khác mà các bạn sẽ phải có một sự mạch lạc trong tư duy một cách hết sức là sắc nét để có thể lựa chọn được. Ở đây thì chúng ta sẽ có một phần hệ thống treo mà nó đi theo style của chiếc Xpander, tức là theo kiểu êm mềm dịu với mặt đường đô thị và vận tốc thấp, nhưng nó sẽ hơi nhao xe nhiều khi các bạn chở tải nặng hoặc đi trên những mặt đường đủ xấu. Đồng thời thì với cái độ mềm như này, mỗi khi mà các bạn chạy nhanh với tải nặng và vào những khúc cua, chúng ta phải chấp nhận rằng mức độ chuyển dịch về mặt trọng lượng là rất rõ rệt. Chiếc còn lại của phân khúc MPV cỡ nhỏ sẽ là những mẫu xe có kiểu treo hơi thô, hơi cục một chút với mặt đường nhựa thông thường, nhưng nó sẽ kiểm soát thân xe tốt hơn ở vận tốc lớn hoặc khi các bạn cần phải đánh lái với những cái biên độ cua hơi rộng. Và tôi biết chắc rằng khi mà người ta tìm tới với một chiếc MPV cỡ nhỏ như thế này thì không ai kỳ vọng rằng nó có cảm giác lái gì cả. Nhưng để so sánh ra thì ở trong quy mô một bài review như này, chúng tôi sẽ vẫn phải chia sẻ tới các bạn là chiếc Stargazer ở đây vẫn giữ nguyên truyền thống của Hyundai với một phần vô lăng phải nói là thiếu độ cảm nhận và không hề có một chút cảm xúc gì cả. Để tổng kết lại thì với bản thân cá nhân tôi, chiếc Hyundai Stargazer, nhắc lại quan điểm ngay từ đầu video thôi, đang là một trong những mẫu xe mang lại giá trị trên giá tiền lớn nhất, và điểm nhấn vô cùng quan trọng của nó là không gian quá rộng rãi. Nó rộng hơn rất nhiều với mặt bằng phân khúc MPV cỡ nhỏ hiện nay. Đồng thời thì với phần ngân sách chỉ khoảng gần 600 triệu nếu các bạn mua phiên bản dọn kho 2022, thì trang bị, đặc biệt là bộ trang bị an toàn ADAS ở đây là những thứ rất đáng được nhắc tới. Tuy nhiên thì cũng lại nhắc lại quan điểm từ đầu video, đó là bài toán của chiếc Stargazer không nằm ở những giá trị thực tiễn, mà ở đây là vấn đề về sự quen mắt. Người Việt Nam luôn luôn coi xe hơi là thứ để thể hiện bản thân. Thế nên một chiếc xe có ngoại hình hơi kỳ lạ như này sẽ khó có cơ hội chen chân vào phân khúc vốn đã rất chật chội. Bên cạnh đó thì tập người dùng của chiếc Xpander là quá lớn, người ta sẽ có xu hướng đi theo đám đông. Còn nếu những ai muốn vượt ra khỏi khuôn khổ đám đông đó, người ta sẽ bị thu hút ngay lập tức bởi logo Toyota ở trên đầu chiếc Veloz. Cảm ơn anh em đã đồng hành cùng chúng tôi trong một video đánh giá cũng tương đối nhanh với chiếc Hyundai Stargazer. Và có bất cứ câu hỏi nào, hãy để lại cho chúng tôi ngay ở phần comment. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời sớm nhất có thể. Hẹn gặp lại các bạn ở những video khác của GearUp.